Chưa hiểu không? Đọc chưa? Đứa nào lấy về và nói thì nghe ra đọc được chưa? Thì cái môn này của chúng ta là hai tín chỉ ha. Hai tín chỉ thì cái đề cương thì cũng cái môn này của chúng ta là hai tín chỉ thì giống như trên đề cương đó thì nó có các em có thể tham khảo thôi. Tại vì ở đây mình học vừa trực tuyến vừa trực tiếp. Tại vì khoảng như 4 tháng 3 mình vô học lại đúng không? Rồi cho nên là thầy vẫn duy trì cái khóa học ở trên cô ta ha. Mục đích thầy duy trì cái khóa học trên cô ta để là để mà cho các em làm cái bài trắc nghiệm hàng tuần. Không? Làm trắc nghiệm hàng tuần khi mà mình mỗi tuần thì mình chỉ có một cái buổi lên lớp hoặc là lên Google Meet học đồng bộ như thế này khoảng 2 tiết thôi cho nên là thời gian rất ít. Thì mình sẽ dành thời gian đó thì thầy sẽ nói sơ lược về cái nội dung học và đồng thời đó là chúng ta giải đáp thắc mắc của các em ha. Đấy, cho nên là chúng ta phải dành thời gian để đọc tài liệu rồi để đặt câu hỏi trong cái buổi học đồng bộ. Thì cái buổi học như thế này mình gọi là học đồng bộ trực tuyến ha. Thì mình có nhiều cái cách học mà không đồng bộ, chẳng hạn như là khi mà các em đặt câu hỏi qua Zalo, qua cái nhóm Zalo thầy trả lời thì cũng là một cái hình thức học. Hoặc là ở trên cái Coursera mình cũng có diễn đàn đó, nhưng mà thầy cũng chưa thử sử dụng cái diễn đàn ở trên Coursera đó. Cho nên là chủ yếu chắc mình nếu mà học không đồng bộ thì chủ yếu là mình học qua Zalo, còn đồng bộ thì mình chỉ học qua Google Meet. Mặc dù trên Coursera nó cũng có cái hình thức học đồng bộ là cái hội thảo trực tuyến đó. Nhưng mà thường là cái hội thảo trực tuyến ở trên cái cô ta thì nó sẽ gặp trục trặc ở chỗ là nó sẽ bị nghẽn đường truyền á. Nghẽn đường truyền ở đây mình gọi bị lát vậy đó. Không. Thì nó sẽ không thích hợp cho chúng ta học. Còn Google Meet này thì lúc trước đây thì nó có hỗ trợ chúng ta là ghi hình cái buổi học lại. Nhưng mà gần từ lúc mà sau Tết tới giờ thì nó không hỗ trợ được. Cho nên là trong buổi học thì thầy có thể sử dụng cái phần mềm ghi ghi màn hình ở trên cái desktop. Thì thầy sẽ gửi cái bài ghi hình đó cho các em để em tham khảo thêm, gửi trên cái cổng của ta luôn. Thì nhưng mà cái cô ta mình là dung lượng nó chưa hết lắm cho nên là thường là cái mấy cái video đó thầy sẽ để lên cái kênh YouTube của thầy và thầy gửi đường link qua ha. Thì do đó là các em có thể lên kênh YouTube của thầy tham khảo mấy cái bài giải bài tập này kia. Thì trước tiên thì buổi học nay thì vào cái nội dung môn học thì này nói sơ lược về cái tài liệu học tập của chúng ta trước ha. Tài liệu học tập của chúng ta là gì? Xác suất thống kê B, tài liệu xác suất thống kê B. Thì cái tài liệu này trên cơ sở thì cũng ngắn cái tài liệu của xác suất thống kê A thôi. Cho nên là các em có thể sử dụng cái này. Tại vì tài liệu xác suất thống kê A thì nó hơi dài hơn. Thì cái xác suất thống kê A là nó ba tín chỉ đó em. Thì bây giờ thầy nói về cái chương 1 rồi đi. Chương 1 này đó là ở đây đó là mình sẽ nghiên cứu trong 2 tuần. Thì cái tuần đầu mình sẽ nghiên cứu về biến cố và phép thử và biến cố ha. Và xác suất của biến cố. Thì trong tuần đầu mình sẽ nghiên cứu về phép thử biến cố và xác suất của biến cố.
Thì trong cái 1.1.1 phép thử và biến cố này thì em sẽ tìm hiểu với thầy khái niệm là phép thử và không gian mẫu nè. Rồi, rồi khái niệm biến cố ha, rồi các cái loại biến cố hoặc là mối quan hệ giữa các biến cố. Thì cái chỗ này mình hiểu nó là quan hệ giữa các biến cố ha. Còn các cái phép toán giữa biến cố thì ở đây là nó có phép lấy biến cố đối lập này. Biến cố đối lập là như thế nào? Rồi phép lấy giao hai biến cố. Giao hai biến cố là cái phần màu tím nó giao đó ha. Giống như giao hai tập hợp. Và cái từ cái phép giao hai biến cố này nó mới định nghĩa là hai biến cố xung khắc. À, nghĩa hai biến cố xung khắc định nghĩa 1.4 hai biến cố xung khắc hả? Hai biến cố xung khắc là hai biến cố mà giao nó là biến cố không. Thì khi mà định nghĩa cái giao của hai biến cố này thì nó sẽ xuất hiện thêm cái khái niệm là hiệu của hai biến cố A và B. Ở đây là biến cố A là nó có cái tô màu đó. Biến cố B là không có màu. Vậy thì A trừ B là nó cái màu xám xám. A trừ B là cái màu có màu nhưng mà đậm. Còn cái phép toán nữa là phép toán hợp của hai biến cố. Hợp của hai biến cố đó là còn gọi là tổng hai biến cố ha, chỗ định nghĩa 1.7. Thì cái hình minh họa hợp hai biến cố nó chính là ba phần này. Cái định nghĩa 1.8 là cái mở rộng cái khái niệm hợp hợp cho nhiều biến cố. Cái phần số 2 là định nghĩa về xác suất. Thì định nghĩa xác suất thì xác suất nó chính là cái khả năng xảy ra của một biến cố nào đó. Ký hiệu là BA thì chỗ một này thì nó có nhiều cái định nghĩa về xác suất. Như ở đây thì thầy giới thiệu cái định nghĩa xác suất theo quan niệm cổ điển là mô hình động khả năng cho định nghĩa 1.10 ha. 1.10. Đây. Và đây nó có cái ví dụ để mà minh họa cho cái định nghĩa này, ví dụ 1.10 luôn và 1.11. Rồi ngoài ra nó có định nghĩa xác suất theo quan niệm thống kê thì cái chỗ này là mình chỉ là giống như kiểu mình chỉ giới thiệu sơ qua ha. Đấy. Thì nó có hai cái bảng rồi cái thí nghiệm của ông Buffon với ông Poisson để cho minh họa cho cái thí nghiệm này. Còn cái định nghĩa cho xác suất theo quan điểm hình học đó là nó có một cái ví dụ rất là hay, ví dụ này rất là hay, tức là ví dụ hai người hẹn gặp nhau đó. Ví dụ 1.13 này các em có thể đọc tham khảo. Thì nó còn có định nghĩa xác suất theo quan điểm tiên đề nữa, tuy nhiên thì ở đây thầy không có nêu vô, thì trong cái giáo trình này không có nêu phải không? Thì khi mà có định nghĩa xác suất thì nó sẽ có các tính chất của xác suất. Tính chất của xác suất thì thứ nhất là xác suất của biến cố không là bằng không, xác suất của biến cố mô chắc chắn bằng một, vậy thì ở dưới đây em sẽ xem thêm các tính chất nữa. Thì trở về phần 1.2 đã ở về trên thì mình sẽ làm việc trong hai tiết của cái buổi học hôm nay nha. Còn từ công thức 1 chấm từ mục 1.3 đã về 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 sau của chương 1 thì mình sẽ nghiên cứu ở từ sau. Và trong buổi sau mình có nếu mà còn thời gian thì mình sẽ làm các cái bài tập thêm. Còn nếu không có thời gian thì mình cứ phân tích các cái ví dụ ở trong tài liệu này là được rồi. Thì cái công thức thứ nhất là công thức cộng xác suất này, nó là 1.1.3.1. Thì cái hình minh họa cho cái công thức này là thế này. Thì mình biết là hợp của hai biến cố đó chính là ba cái phần tô màu. Thì xác suất của cái phần hợp đó chính là cái tỷ lệ của phần tô màu so với cái tỷ lệ của cái không gian mẫu omega. Thì nó sẽ bằng công thức này. Rồi công thức chủ mục 3.2 đó là xác suất điều kiện ha. Từ cái xác suất điều kiện này đó
thì mình mới đưa ra, nó dẫn đến một cái công thức gọi là công thức nhân xác suất ở dưới đây. 3.3 là công thức nhân xác suất. Nhưng mà công thức nhân xác suất này thì nó chia ra nhiều trường hợp. Thì nhân xác suất cho hai biến cố là công thức 1.12 này. Rồi công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố mở rộng ra là công thức 1.13. Rồi công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập. À, công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập là cái công thức 1.14 này. Và mở rộng ra là công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố độc lập. Thế thì ở đây là các em phải nắm rõ cái khái niệm là cái hai biến cố độc lập là như thế nào ha. Đấy, mình sẽ nghiên cứu sâu thêm. Ở đây thì giới thiệu sơ lược thôi. Một cái ví dụ điển hình cho cái công thức nhân xác suất của nhiều biến cố độc lập đó là ví dụ 1.2 1.24. Thì cái này các em phải phải đọc kỹ và suy nghĩ, đọc và tìm hiểu cho kỹ này. Là công thức nhân xác suất, bây giờ cái mục 3.4 nó là cái công thức xác suất đầy đủ. Và công thức xác suất đầy đủ thì mình sẽ xem lại cái hệ định nghĩa hệ đầy đủ biến cố là như thế nào. À, định nghĩa đầy đủ hệ đầy đủ biến cố. Và từ cái công thức xác suất đầy đủ này nó mới suy ra được một cái công thức gọi là công thức Bayes. À, tiếng Anh nó đọc là công thức Bayes. Thì công thức 1.17 hơn công thức Bayes. Rồi à, tiếp theo là mình nói về cái này là cái ví dụ về công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes ha. Thường một cái bài toán mà xác suất mà nó hỏi về công thức xác suất đầy đủ thì nó sẽ kèm theo một cái câu là công thức Bayes. À, vậy thì công thức cộng á, công thức nhân với công thức xác suất điều kiện đi chung ha, công thức cộng thì nó đi riêng, công thức xác suất đầy đủ với công thức Bayes thì nó đi chung, thường đi chung trong một cái bài toán vậy. Để mình điểm sơ lược qua. Và cái mục 4 1.4 là cái quá trình Bernoulli. Quá trình Bernoulli thì rất là quen thuộc với các em ở chỗ mà khi mà em tiến hành phép thử, chẳng hạn như thi trắc nghiệm đi, thi trắc nghiệm ví dụ một bạn không có học bài gì hết mà thi trắc nghiệm trong mà đánh 20 câu trắc nghiệm, xác suất trúng mỗi câu của bạn đó là 0,25 không? Thì xác suất để qua quá trình làm bài đến xác suất bạn đúng 5 câu chứ. Đấy, thì cái đó là nó liên quan đến quá trình Bernoulli đó. Đấy. Quá trình Bernoulli này thì trong thực tế mình sẽ gặp rất nhiều, ở chương 3 mình sẽ nghiên cứu lại cái quá trình Bernoulli này thông qua cái biến ngẫu nhiên có phần phối nhị thức ha. Đấy, thì đối với cái trình Bernoulli này như là ở chỗ này. Rồi. Đấy, thì cái nội dung chương 1 là nó gồm cái phần như thế ha. Ở chỗ 30 trang đầu thì rồi đòi hỏi là các em phải phải đọc đọc cho giáo trình về xem lại từ này ha, mình kể lại. Khi mình xem thì mình mới thấy có cái thắc mắc gì đó rồi mình mới trao đổi ha, mình không xem gì hết thì mình không hiểu hiểu gì đâu. Thì bây giờ thầy thầy nói lại cái phần hai phần đầu. Đấy, tức là cái phần phép thử và biến cố và cái phần xác suất ha. Thầy lấy cái bài giảng đi ra.
Thì thứ nhất là mình nghiên cứu lại cái phần mình nói kỹ lại về cái phần phép thử về không gian mẫu ha. Thì ở trong xác suất chúng ta đó là nó có đưa cái khái niệm về phép thử hay là phép thử ngẫu nhiên. Thì phép thử ngẫu nhiên hay là phép thử đó là một cái thí nghiệm hay một cái quan sát nào đó mà trước khi tiến hành thì chúng ta không biết chắc kết quả nào sẽ xảy ra, nhưng chúng ta có thể mô tả được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của nó. À, thì đó là về cái định nghĩa phép thử. Thì như vậy thì cái mình thấy là nó có một cái tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra nè. Thì cái tập hợp này nó gọi là không gian mẫu của phép thử. Và ở trong tài liệu này mình sẽ ký hiệu nó là omega. Ha. À, để thầy coi hình như có bạn hỏi cái gì. Có ai hỏi gì không ạ? Em đánh lộn thầy ơi. Rồi nếu có hỏi gì thì cứ giơ tay mình nói là thầy sẽ dừng lại thầy giải đáp ha, muốn gì hết. Rồi thì trong tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử này đó thì mỗi cái kết quả của nó đó là mình gọi là một cái biến cố sơ cấp. Không, mình gọi là một biến cố sơ cấp thì mình có thể nói nó là một kết quả đơn giản nhất của cái phép thử này. Mình nói đại khái mà không chia nhỏ được. Không, thì ở đây thì dùng cái chữ đơn nhất để mô tả thì thì như vậy thì mỗi cái phần tử hay là một cái kết quả trong tập hợp các kết quả này nó gọi là một biến cố sơ cấp đúng nha. Đấy, cho nên là cái không gian mẫu thì có tài liệu nó còn gọi là không gian các biến cố sơ cấp. Và các cái biến cố sơ cấp thì nó ký hiệu là cái chữ omega. Cái này là mình đọc omega luôn giống như trên đây nhưng mà nó là omega viết viết thường, cái này là omega viết hoa. À. Thì thứ nhất là em phải nắm cho thầy cái niệm phép thử về không gian mẫu cũng như biến cố sơ cấp. Đây, đây là ví dụ về phép thử này. Thì đây thầy gieo một cái đồng xu. Đồng xu này nó có hai mặt đó em, có mặt số và mặt chữ. Ừ, nếu mà nó xuất hiện cái mặt số thì mình gọi là mặt mặt rửa. Còn nếu mà xuất hiện mặt hình người như thế này mình gọi là mặt sắt. Còn con xúc xắc ở đây thì nó có 6 mặt nha. Thì con xúc xắc bình thường nó ra là thường nó là mặt một chấm hai chấm ha, nó chấm nó dùng cái số chấm dấu chấm nó đánh dấu cái này. Tuy nhiên con xúc xắc của thầy như là nó đánh số không, ví dụ như số 4 này tượng trưng cho 4 chấm đó. Đấy. Đấy, thì đây là gieo gieo xúc xắc này nó cũng phép thử. Thì trước khi gieo mình sẽ không biết chắc kết quả nào sẽ xảy ra. Thấy không? Cái này là một cái phép thử mà nó cho ra kết quả là 4. Giờ nếu mà em gieo lại thì nó sẽ ra một cái kết quả khác. Đúng không? Có thể ra một kết quả khác cũng có thể là lặp lại cái kết quả số 4 này. Như vậy thì cái phép thử đó em hình dung em suy nghĩ là phép thử ngẫu nhiên á là khi mà mình tiến hành với cùng cái điều kiện như nhau nhưng mà nó sẽ chắc cho ra kết quả khác nhau. Đúng không? Đấy. Thì các em bên hóa học thì biết là nếu mà em dùng cái phép thử kiểu thí nghiệm hóa học đó thì nó sẽ chắc ra một cái kết quả đó. Chẳng hạn như cho em đốt cái hydro trong oxy thì nó ra nước thôi, nó ra kết quả chắc chắn là thế. Không. Nhưng mà với cái góc nhìn của lý thuyết xác suất thì nó sẽ sinh ra những cái biến cố. Có thể là nó sẽ không cháy mà nó nổ đại khái nó hoặc là trong trong cái hydro của em nó lẫn một cái chất gì vô nó sẽ làm một cái phản ứng khác. Không? Thì mình nhìn dưới góc độ khoa học là với cái tình trạng lý tưởng là khi mình cho hai cái chất đó nó tác tác động tác dụng với nhau thì nó sẽ ra phản ứng với nhau thì nó ra chất khác. Nhưng mà nếu mà mình thường đó là trong trong điều kiện tự nhiên là nó không có lý tưởng đâu. Hay là khi mà trong vật lý thì khi mà mình học mấy cái phương trình đó thường người ta giả sử là phương trình trạng thái của nó là toàn bộ trong điều kiện lý tưởng đó. Hay là điều kiện tiêu chuẩn gì kia khi mà em tính toán số lượng kia thì em thường nói là trong điều kiện tiêu chuẩn. Đấy không? Đấy. Nhưng mà thực tế nó đâu có tiêu chuẩn như thế. Thì trên trên mặt đất mình thì nhiều khi là cái áp suất nó thay đổi thường xuyên chứ, đúng không? Áp suất khí quyển nó thay đổi thường xuyên.
cho nên nó mới sẽ ra xảy ra những cái kết quả khác nhau như thế. Ha. Chẳng hạn như khi mà em mua một tờ giấy số thì chắc chắn như là chiều nay chắc chắn thế nào nó cũng không trúng. À, chắc chắn tại vì nó cái xác suất nó không trúng rồi rất cao, nhưng mà nó cũng có xảy ra những cái biến cố. Có biến cố nó có trúng nhưng mà nó xác suất rất là thấp, mà hầu như là người ta nói nó bằng không, cho nên là thường thường người ta sẽ nói là nó chắc chắn không trúng. Chắc chắn này là không phải là cái xác suất nó bằng 100% đâu, phải không? Đấy, thì nói đại khái đó. Thì bây giờ mình đảo lại cái ví dụ về phép thử, mà đây là hai cái phép thử mà điển hình trong cái xác suất đó là phép thử về gieo đồng xu và phép thử về gieo con xúc xắc. Thì mình sẽ ký hiệu không gian mẫu là thế này, à, ký hiệu không gian mẫu là thế này. Đấy. Thì bây giờ ở đây là mình gieo một cái đồng xu mà có một lần thôi. Bây giờ ví dụ như mình gieo đồng xu hai lần thì sao? À, gieo đồng xu hai lần. Ví dụ như mình gieo đồng xu hai lần. Gieo đồng xu hai lần thì cái không gian mẫu của phép thử là nó ra bốn phần tử nha, là người ta sẽ viết như thế này: SS, SN, NS, NN. Còn ví dụ như mình gieo đồng xu ba lần, thì cái không gian mẫu nó lên 8 phần tử, 8 phần tử là SS, đúng không? Đấy, ba lần xuất hiện mặt sắp hết, và hai lần mặt sắp, một lần mặt ngửa, nhưng mà mặt ngửa nó nằm ở vị trí cuối cùng, lần cuối cùng. Bây giờ mình cho cái mặt ngửa nó nhảy vô lần thứ hai, rồi mặt ngửa nó nhảy vô lần thứ nhất. Đấy, thì nó sẽ được ba kết quả. Còn ví dụ như mình có một lần mặt sắp, hai lần mặt ngửa thì như thế này, đúng không? Bây giờ mặt sắp cho mày đẩy vô trong. Đấy. Rồi mặt sắp mày đẩy ra cuối cùng. Đấy. Thì là hai mặt ngửa, một mặt sắp, bây giờ ba mặt ngửa luôn. Đấy. Vậy tổng cộng là nó có 8 kết quả rồi. Và thường thì trong trong đây á, thì mình sẽ ký hiệu và như thế này, N omega thế này em, là chỉ số phần tử, cái này là số phần tử của không gian mẫu, không là bằng 8. Còn chỗ này là số phần tử của không gian mẫu là bằng mấy? Bằng 4. Ở đây là số phần tử của không gian mẫu là bằng 2. Bằng 2. Số này số 2 ha. Vậy thì đặt vấn đề ví dụ như mình sửa cái này thành là n lần, gieo đồng xu n lần thì số số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu? Em nào nói được? Vậy thì gọi tên đi ha. Có bạn nói nè, Trương thì Cẩm Giang nói thầy nghe coi, ví dụ như mình gieo một cái đồng xu này á, là rồi gieo đồng xu mà n lần thì số phần tử không gian mẫu là bao nhiêu? Cẩm Giang nói dạ thầy là 2 mũ n. rồi, thầy cảm ơn, rất là tốt, thấy không? Rồi em tốt rồi, đúng rồi đó em. Khi mà mình gieo đồng xu mà n lần thì số phần tử của không gian mẫu sẽ là 2 mũ n, thấy không? Rồi bây giờ thì đảo lại ví dụ gieo con xúc xắc này nè, gieo xúc xắc này một lần thì không gian mẫu nó là 6 phần tử, không 6 phần tử đó, n omega là bằng 6. Bây giờ nếu mà mình gieo con xúc xắc hai lần, gieo con xúc xắc hai lần thì số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu? Ai nói được? Ban Bao nhiêu em? ban sáng rồi. Rồi, cảm ơn em, đúng, rất chính xác. À, như vậy thì khi mà mình gieo con xúc xắc hai lần thì số phần tử của không gian mẫu là nó sẽ là 36. Đấy, 3 lần. 3 lần ai tính được không? Xong ba. À, là n omega bằng 6 mũ 3. 6 mũ 3 à, là 216, đúng không? Đấy, này, thầy cảm ơn. Đấy, thì bây giờ đây là hai cái phép thử điển hình của cái trong xác suất ha. Đấy, thì bây giờ có một cái phép thử là quan sát xem tại một cái địa phương A trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều trời có mưa hay không.
không, nếu mà có mưa thì mình đánh số 1, còn nếu không mưa thì mình đánh số 0, vậy thì không gian mẫu mình sẽ như thế nào. Nhưng mà thường đó là nếu mà em quan sát thêm một số cái có mưa nó có gió không, có mưa nó nhìn yên gió, hoặc là có mưa mà nó thêm cái dòng bão không, thì lúc đó thì cái không gian mẫu nó thay đổi. Cái đây mình chỉ quan tâm là có mưa hay không mưa. Thì có những cái phép thử mà mình không thể liệt kê hết cái phần tử của không gian mẫu ấy, mà mình chỉ là được số phần tử đó. Chẳng hạn như khi mà mình chọn ngẫu nhiên ba bạn từ một lớp có 30 bạn, thấy không, thì số phần tử của không gian mẫu nó là số tổ hợp chập 3 của 30, số tổ hợp chập 3 của 30 là bằng 4060. Rồi có trường hợp là mình mô tả không gian mẫu mà mình cũng không biết số phần tử của nó, không? Chẳng hạn như khi mà mình đo chiều cao ngẫu nhiên của một người từ 18 đến 25 tuổi thì cái chiều cao của họ là một cái, nó gơ vào một cái khoảng AB rồi đó, không? AB rồi đó, mà cái khoảng này là khoảng số thật thì số phần tử nó rất là nhiều, không? Vô số luôn không biết được, có hiểu không? Rồi bây giờ mình sẽ sang cái khái niệm về biến cố. Thì khi mà mình tiến hành phép thử thì mình sẽ không quan tâm đến các biến cố sơ cấp, mà mình sẽ quan tâm đó là một cái kết quả nào đó. Mà kết quả nó bao gồm một số các biến cố sơ cấp nào đó mà có thể xảy ra. Chẳng hạn như khi mà em gieo ba con xúc xắc khác nhau đó, thì đối với những người mà người ta chơi trò cờ bạc hay chơi tài xỉu đó, thì người ta sẽ quan tâm là nó xuất hiện tài hay xỉu. Tài là lớn, xỉu là nhỏ, không? Vậy thì khi mà người ta khi gieo ba con xúc xắc như thế thì người ta quan tâm là nó có xuất hiện kết quả lớn không? Kết quả lớn không? Chẳng hạn như 456, qua ba con xuất hiện mà 456 hoặc là 556, 666, 666. Thì cái đó là gọi là biến cố. Như vậy thì biến cố là một cái kết quả nào đó của phép thử mà nó bao gồm một số biến cố sơ cấp nào đó, đúng không? Và ở đây thì cái biến cố nó là tập con của không gian mẫu, và mình sẽ ký hiệu nó là các cái chữ cái liên hoa là ABC. ABC. Thì có cái biến cố thì nó sẽ là tập con của không gian mẫu, ha. Bây giờ viết vậy thôi. Đây, omega, cái tập ví dụ như là biến cố A thì nó sẽ gồm tập hợp những cái omega 1, omega 2, omega k, giới hạn như thế này. Như vậy thì khi mà mình tiến hành phép thử thì từng cái omega 1, omega 2 đến omega k này nè, nó có thể xảy ra. Đấy, thì bây giờ giả sử như mình vẽ cái không gian mẫu như thế này. Đây omega 1, omega 2 cho đến chấm omega k. Đấy, thì cái này gọi là biến cố A nè. Biến cố A. Còn có omega k cộng 1, rồi omega k cộng 2, dần dần tới omega n, thì nguyên cái này là omega nè. Đấy. Thì cái omega 1 này đó, nó gọi là biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A, đúng chưa? Nó gọi là biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A. Còn cái omega mà k cộng 1 này nó không thuận lợi cho A. Đấy, thì định nghĩa là biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố là như thế. Thì ở đây nó có hai cái khái niệm nữa là biến cố chắc chắn, là cái khái niệm trùng với cái khái niệm không gian mẫu. Biến cố chắc chắn nó chính là tập cái không gian mẫu luôn. Tại vì theo định nghĩa biến cố này thì biến cố nó chính là tập con của không gian mẫu chứ. Và cả bản thân cái omega này nó cũng chính là tập con của nó luôn, cho nên nó cũng gọi là biến cố luôn, thấy không? Bản thân cái omega này nó cũng là tập con của chính nó, cho nên nó gọi là biến cố. Và mình biết là trong cái tập hợp á, thì tập rỗng là con của mọi tập hợp, đúng không? Thì cái tập rỗng nó cũng là con của omega luôn, cho nên nó cũng gọi là biến cố. Và cái biến cố này nó gọi là biến cố không, hay biến cố không thể. Thì cái biến cố không này nó sẽ không bao giờ xảy ra trong một phép thử, à, nó không bao giờ xảy ra.
còn biến cố chắc chắn là lúc nào cũng xảy ra. À, còn biến cố là có khi xảy ra, có khi không xảy ra, đúng chưa? Đấy. À, một cái mình biết là chắc chắn nó không xảy ra, còn một cái mình biết chắc chắn là nó xảy ra, còn một cái là có thể xảy ra và có thể không xảy ra. Đấy. Thì xác suất mình sẽ nghiên cứu về những cái đó, những cái mà có thể xảy ra và có thể không xảy ra, đó là biến cố. À. Thì tiếp theo đó là mình sẽ nghiên cứu các ví dụ nè. Ví dụ mình gieo con xúc xắc ha, ký hiệu là con xúc xắc xuất hiện mặt chẵn, thì những cái mặt nào mà nó gơ vào 2, 4, 6 thì mình gọi là mặt chẵn ha. Rồi cái mặt lớn hơn 3 là từ 4, 5, 6 này, thì đây mình gọi là biến cố B ha. Đấy. Thì biến cố chắc chắn là mình có thể mô tả như sau, là con xúc xắc xuất hiện mặt từ 1 đến 6 là biến cố chắc chắn. Còn biến cố không là biến cố là con xúc xắc xuất hiện mặt có số 7. Được chưa? Đấy, thì ví dụ về biến cố ha. Bây giờ mình sẽ đi vào mối quan hệ giữa biến cố, chẳng hạn như ở đây mình có hai quan hệ là kéo theo và quan hệ tương đương nha. Quan hệ kéo theo và hệ tương đương. Đấy, thì quan hệ kéo theo chẳng hạn như đây mình gọi biến cố A là xuất hiện mặt 2 hoặc mặt 4 không? Rồi B là biến cố là xuất hiện mặt 2, 4, 6 thì rõ ràng là A là con B hay là A kéo theo B. Còn biến cố tương đương là hai biến cố nó bằng nhau luôn, ký hiệu A bằng B luôn. Và cái này kéo theo cái kia và cái kia kéo theo cái này. A con B và B con A. Thì nghĩa hai quan hệ tương đương là như thế. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu về các cái phép toán giữa các biến cố. Thì phép toán đầu tiên là mình nghiên cứu về phép lấy biến cố đối lập. Bây giờ mình cho một biến cố A thì nó sẽ có một cái biến cố mà nó xảy ra khi A không xảy ra, thì biến cố đó nó gọi là biến cố đối lập của A. Và ở đây là nó ký hiệu A có cái gạch đầu ở phía trên. Thấy không? A có gạch đầu phía trên thì ở đây thì đọc là A ngang, đọc cho nó nhanh rồi là A ngang ha. Em đọc A gạch cũng được, A ngang cũng được, nhưng mà thống nhất thầy trò mình cùng đọc là A ngang. Về mặt tập hợp thì A ngang nó chính là phần bù của A trong omega ha. Đây. Thì cái omega nó là một cái dòng tròn hình elip này không? Dòng hình elip này. Thì ở đây là biến cố A nó chính là màu xanh lá cây. Đó. Vậy thì cái phần mà nó nằm ở trong omega nhưng mà nó không nằm trong A đó, thì nó gọi là phần bù của A trong omega. Thấy không? Phần bù của A trong omega và trong lý thuyết xác suất của mình gọi đó là biến cố đối của A. Nó cũng là tập con của omega đúng không? Cũng là tập con của omega. Bây giờ mình lấy ví dụ nè. Bây giờ mình gieo một phép thử là gieo con xúc xắc không? Biến cố A là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Vậy thì biến cố đối của A nó chính là xuất hiện mặt lẻ. Và B là biến cố xuất hiện mặt lớn hơn 3. Thì biến cố đối của B nó chính là gì? Xuất hiện mặt bé hơn hoặc bằng 3. Thì giữa A và A ngang thì cái bản thân cái A ngang nó cũng là biến cố đối của A, cho nên mình sẽ gọi A với A ngang là hai biến cố đối lập. Hai biến cố đối lập. Vậy thì em quan sát cái hình này thì em thấy hai biến cố đối lập là nó sẽ không có cái phần tử nào chung hết. Ví dụ như là một cái biến cố nào đó xảy ra để cho biến cố A xảy ra, thì hiển nhiên là cái biến cố sơ cấp đó nó sẽ không nằm trong cái A ngang này. Không? Như vậy thì giữa A và A ngang là nó không có phần tử chung, và đồng thời là A với A ngang là nó lấp đầy cái không gian mẫu luôn. Thì sau này mình sẽ tổng quát lên tập hợp những cái biến cố mà nó không có phần chung, đúng không? Nó không có cái biến cố sơ cấp thượng lợi chung, và đồng thời nó lấp đầy không gian mẫu, thì cái đó mình tổng quát lên thì mình gọi nó là hệ đầy đủ các biến cố, đúng không? Mà hệ đầy đủ biến cố thì đơn giản nhất là gồm có A và A ngang. Thì bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu tiếp là về cái phép giao các biến cố.
giao biến cố là thế nào. Thì bây giờ mình có hai biến cố A và B. À, mình có hai biến cố A và B thì bây giờ đó là nếu như khi mà tiến hành phép thử, nếu như biến cố A nó xảy ra và biến cố B nó xảy ra luôn, thì khi đó mình gọi cái biến cố đó là biến cố giữa A B cùng xảy ra đó, mình gọi là biến cố tích của A và B, hay là biến cố A giao B. À, như vậy thì A giao B là một biến cố mà nó xảy ra khi khi cả A B cùng xảy ra. À, khi cả A B cùng xảy ra. Đấy. Thì bây giờ em có thể thiết thiết lập như thế này. Em có thể thiết lập như thế này. À, đối với hai, nếu mà mình có hai biến cố thì nó sẽ xảy ra như thế này ha. Xảy ra thế này. Là A B cùng xảy ra. Đấy, nó có bốn trường hợp. Thì cái này có nghĩa là A giao B xảy ra. Không? Rồi, trường hợp là A xảy ra. Còn B là không xảy ra. Thì cái này là A giao B cũng không xảy ra. Còn nếu mà A nó không xảy ra, còn B thì nó xảy ra, thì lúc này là A giao B cũng không xảy ra. Còn nếu mà A và B đều không xảy ra hết, thì cái này kéo theo là A giao B là cũng không xảy ra. Vậy thì cả ba trường hợp này thì A giao B đều không xảy ra. Được không? Đấy. Chỉ có một cái trường hợp duy nhất là AB cùng xảy ra thì A giao B mới xảy ra thôi. Đấy. Cho nên ở đây mình định nghĩa là giao của hai biến cố A và B là biến cố mà nó xảy ra khi AB cùng xảy ra. Được không? Ký hiệu là AB viết liền. Hoặc là có tài liệu thì nó sẽ ký hiệu thế này nha. Có tài liệu là nó sẽ ký hiệu là A dấu giao và B. Được không? Vậy cái hình minh họa thì nó là hình như thế này. Đấy, hình như thế này. Đây là biến cố A nè, đây là biến cố B. Vậy thì A giao B nó chính là cái phần màu xanh dương, cái phần chung giữa hai biến cố A, B. Thì đây là biến cố A nè. Biến cố A. Biến cố A là nguyên cái phần này. Rồi bên đây là biến cố B nè. Biến cố B là nguyên cái thằng này. Và hai thằng giao nhau là nó là giữa này. À. Đây là ví dụ về phép giao của hai biến cố không? Bây giờ mình xét một cái phép thử là giao xuất sắc. À, xem phép thử này lại. Thì mình đặt A là biến cố xuất hiện mặt chẵn, rồi B là xuất hiện mặt lớn hơn 3. Thì A giao B nó có nghĩa là xuất hiện mặt vừa chẵn vừa lớn 3. Đúng chưa? Đấy. A giao B. Đây đây. Đây. Còn cái hình minh họa chúng ta là không gian mẫu của mình là nguyên cái hình này. Nguyên cái hình màu trắng này. Đó. Thì hiển nhiên là ở đây nó còn hai cái biến cố nữa, đó là mà 1 với 3. Chẳng hạn như đây là 1 rồi. Rồi. Chỗ này là số 3. Như vậy thì khi mà mình tiến hành phép thử mà cái số 1 này nó xuất hiện thì có nghĩa là biến cố A nó không xảy ra và biến cố B nó cũng không xảy ra. Thấy không? Vậy thì A cho B nó không xảy ra. Nhưng mà nếu mà em tiến hành phép thử mà em thấy cái số 4 nó xuất hiện, tức là em gieo xuống sắc em thấy số 4 xuất hiện, thì rõ ràng đây là biến cố A xảy ra và B cũng xảy ra, tức là A do B xảy ra. Đúng không? À, mình có cái khái niệm là hai biến cố xung khắc, hai biến cố xung khắc
là hai biến cố không bao giờ cùng xảy ra. À, tức là phần giao nó bằng bằng biến cố không á, biến cố A giao B là biến cố không. Thì hai biến cố xung khắc là hai biến cố không bao giờ cùng xảy ra, và mình có một cái kết quả là hai biến cố đối lập thì nó xung khắc, nhưng xung khắc chưa chắc đối lập. Đây là hai biến cố xung khắc này, hai biến cố xung khắc. Rồi bên đây là hai biến cố đối lập. Thì em thấy là hai biến cố xung khắc thì nó không có phần chung, thấy không? Tức là biến cố giao nó bằng biến cố không. Hai biến cố đối lập thì biến cố giao nó cũng bằng không. Nhưng mà có điều kỳ đầu điều là em thấy là hai biến cố đối lập là nó lấp đầy cái không gian mẫu luôn. Còn hai biến cố xung khắc thì nó chưa có đầy lấp đầy không gian mẫu, đúng không? Xung khắc chẳng hạn như A với B nè, nó đâu có lấp đầy không gian mẫu, lấp đầy nó có phần màu xanh dương nè. Còn biến cố A ở đây là màu xanh dương nè, xin lỗi, biến cố A là màu cam. Bên hai biến cố đối lập bên đây nè, A là xanh là màu cam ha, còn A ngang là màu xanh dương, thì hai cái này nó lấp đầy không gian mẫu omega là dạng hình chữ nhật nè. Và cái khái niệm giao này nó mở rộng ra cho nhiều biến cố nha, mở rộng ra cho nhiều biến cố, thấy không? Ở đây là cái hình minh họa cho của thầy, đó là giao của ba biến cố thôi, nó chính là cái phần màu tím này nè. À, tức là ba biến cố cùng xảy ra thì nó gọi là biến cố A giao B, A giao B giao C xảy ra, thấy không? Đấy. Thì khi mà mình tiến hành phép thử mà nó có một cái biến cố sơ cấp nằm trong vùng màu tím này nó xuất hiện, thì có nghĩa là biến cố A giao B giao C xảy ra, thấy không? Và ở đây định nghĩa tổng quát cho giao của n biến cố, giao của n biến cố từ cái khái niệm giao biến cố lúc nãy trên giáo trình mình có nói rồi, đó là sẽ xuất hiện thêm cái khái niệm hiệu hai biến cố, thấy không? Thì giao của biến cố A với biến cố đối của biến cố B là biến cố hiệu của A và B, là nó sẽ ký hiệu là AB ngang hay là A sẹt B. Và lưu ý cái dấu sẹt này nó nghiêng ở phía trước nha, cái dấu sẹt này nghiêng phía trước. Thì lúc nãy khi mà mình nói về hai biến cố AB đó, hai biến cố AB thì nó xảy ra là cái này là AB cùng xảy ra. Đấy, này AB cùng xảy ra thì mình nói là gì? Là biến cố A giao B xảy ra. Còn nếu mà A xảy ra còn B thì nó không xảy ra, thì biến cố là A trừ B. A trừ B là lúc này mình ký hiệu là AB gạch á, xảy ra. À, còn trường hợp là A là nó không xảy ra, còn B thì nó xảy ra, thì ở đây mình nói là B trừ A xảy ra. B trừ A thì ở đây mình phải biết là A gạch B, A ngang B, cái này nó xảy ra. Còn một cái trường hợp nữa là AB là không xảy ra. Không xảy ra. Thì lúc này mình nói là A ngang giao với B ngang. Không xảy ra. Thì đối với cái trường hợp nếu mà có hai biến cố cùng với không gian mẫu thì nó sẽ xảy ra bốn trường hợp như thế. Giống như em gieo đồng xu lúc nãy đó là nó hai lần đó thì nó ra bốn kết quả. À, tiếp tục mình nói về cái phép hiệu hai biến cố. À, thì hình minh họa của mình đó là cái phần màu tím đó, là A giao B ha, AB cùng xảy ra. Còn cái phần màu cam nó chính là A trừ B, cái phần màu xanh lá nó chính là B trừ A, chưa? Xanh lá là B trừ A.
phép toán tiếp theo là hợp của hai biến cố A và B. Định nghĩa hợp của hai biến cố A B là một biến cố mà nó xảy ra khi có ít nhất một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra. Đấy, thì mình sẽ ký hiệu là A hoặc B hoặc là A cộng B. Ở đây mình còn ký hiệu là A cộng B. Cái này còn còn viết là A cộng B. Cho nên là khi mà em đọc giáo trình đó, thì em phải phân biệt là thế nào là dấu cộng tập hợp với thế nào là dấu dấu cộng số. Thấy không? Thì ở đây là hai cái tập hợp A và B nè, A và B tổng hợp. Thì tập hợp không có cộng tập hợp được mà đó là hợp. Thấy không? Cái dấu hợp này là nó có thể viết thành dấu cộng được. Thì trong giáo trình của thầy thì thầy quy ước là khi mà AB xung khắc thì thầy mới viết thành A cộng B. Đó, xung khắc. Xung khắc tức là nó không có phần chung đó, thì mới viết A cộng B. Còn nếu mà nó có phần chung thì đừng viết là A hoặc B thôi. Thế em lưu ý giùm thầy ha. Đấy, thì đây là cái biến cố A hoặc B là phần màu cam đó. À, phần màu cam là A hoặc B. Thì cái chỗ chú ý này thầy có nói nè, khi mà AB là hai biến cố xung khắc thì mình sẽ viết A cộng B thay cho A hoặc B ha. Đấy. Thì mình có thể mở rộng cái khái niệm hợp và biến cố cho nhiều biến cố, khái niệm hợp mở rộng cho nhiều biến cố. Thì ở cái hình minh họa của thầy là hợp của ba biến cố, à, hợp của ba biến cố A1, A2, A3 là toàn bộ nó màu xanh hết đó, là cái hợp A, chỗ này nó chính là màu xanh này, nó chính là A1 hợp với A2 hợp với A3. Đây là một cái ví dụ điển hình luôn, tức là ví dụ mình lấy là làm ví dụ minh họa cho cái định nghĩa giao cái hai biến cố đó. Bây giờ mình dùng ví dụ này để mình định nghĩa hợp của hai biến cố luôn. Đấy không? Rồi. Cái ví dụ 2, một bạn đọc cho thầy ví dụ 2. Làm thi ái đọc cho thầy coi. Rồi bây giờ bật mic lên là đọc cho thầy cái ví dụ của em. Ví dụ 2, một hộp đựng 10 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Trường hợp đó lấy ra lần lượt cho sản phẩm ký hiệu AI, sản phẩm lấy ra lần thứ Y là sản phẩm tốt, Y bằng 1, 2, 3. Ký hiệu A là biến cố. Cả 3 sản phẩm lấy ra đều tốt. B là biến cố, có ít nhất một sản phẩm trong 3 sản phẩm tốt. C là biến cố, chỉ có sản phẩm đầu tiên là tốt. D là biến cố, có duy nhất một sản phẩm tốt. Biểu diễn các biến cố ABC và D qua qua các biến cố AI, Y1, Y bằng 1, 2, 3. Rồi bây giờ các em lấy giấy ra làm cái bài tập này cho thầy coi. Biết làm không ạ? Bây giờ mình theo dõi mình làm được không ạ? Thì bật mí cho cái trường hợp thứ nhất không? Trường hợp là biến cố A nè. Biến cố A là biến cố là cả ba sản phẩm đều tốt không? Thì em lưu ý ở đây mình ghi là AI. Mình viết là AI như thế này thì có nghĩa là đây là Y bằng 1, 2, 3 này có nghĩa là ba biến cố luôn. À, ví dụ như là Y bằng 1 thì có nghĩa là mình được biến cố A1 đúng không? Biến cố A1 là sản phẩm lấy ra lần thứ nhất là sản phẩm tốt. Còn nếu mình cho cái Y bằng 2 thì mình được A2 đúng không? A2 có nghĩa là sản phẩm lấy ra lần thứ hai là sản phẩm tốt.
và y bằng 3 có nghĩa là sản phẩm lấy ra là thứ ba là sản phẩm tốt, đúng chưa? Thì bây giờ thầy bật mí cho một cái câu, đó là cái câu A tức là biến cố A đó. Biến cố A là biến cố là biến cố là biến cố A nè, là biến cố là cả ba sản phẩm lấy ra đều tốt. Thì ở đây giải của mình là biến cố A mình sẽ viết là A1 giao với A2. Thì cái giao của biến cố là mình viết liền như thế này thôi, mình hỏi viết dấu giao cũng được ha. Đấy, thì đây là biến cố A biểu diễn xong rồi nè. Đấy, thì bây giờ còn hai, còn ba biến cố B, C, D. Chúng ta sẽ viết vô giấy rồi cái chụp gỡ qua Zalo ông thầy coi. Chụp gỡ qua Zalo ông thầy ha. Để xem coi các bạn có làm được không nha. Bây giờ thầy coi bên Zalo. Chưa có bạn nào gửi. Rồi, tiếp tục các em thầy thử biểu diễn biến cố B coi. Biến cố B ha. Biến cố B là nó sẽ biểu diễn qua biến cố AI như thế nào. Rồi biến cố C biểu diễn như thế nào và biến cố D biểu diễn như thế nào. Bây giờ là chưa thấy bạn nào gỡ hình qua Zalo cho thầy hết nha. Có làm được không các em? Làm được không? Thì giải cho một câu rồi đó. Mình viết vô tờ giấy rồi xong đó mình chụp hình gửi qua Zalo cho thầy trên cái nhóm á, gửi qua cái nhóm Zalo luôn á, thấy không? Sao không thấy đứa nào gỡ hình cho thầy dây, có làm được không ạ? Rồi, gọi tên từ đứa luôn. Những gì đâu mà không có hợp tác với thầy vậy chứ, cái đứa này. Đỗ Tấn Phát. Đỗ Tấn Phát đâu rồi? Dạ có em thầy. Làm được không? Dạ không thầy ơi. Thất bại quá. Giàu. Giàu làm được không giàu? Dạ đang tính chưa ra thì ơi. Trời có tính toán gì đâu, viết thôi ra thôi mà tính toán cái gì. Nhưng mà chưa ra. Rồi ok. Chưa ra thì bây giờ thầy viết ra cho các em, rồi lát thầy cho một cái bài tập tương tự các em làm ha. Rồi vậy đi. Chắc là chưa được rồi. Rồi, bây giờ đáp án của thầy như thế này. Đây, biến cố A có nghĩa là ba sản phẩm lấy ra đều tốt phải không? Có nghĩa là sản phẩm lấy ra lần thứ nhất là tốt nè,
sản phẩm lấy ra lần thứ hai tốt và sản phẩm lấy ra lần thứ ba tốt, đúng chưa? Đấy, còn biến cố B là có ít nhất một sản phẩm trong ba sản phẩm lấy ra đều tốt, là tốt phải không? Là có ít nhất một sản phẩm là tốt rồi, ít nhất một sản phẩm là tốt tức là gì? Hoặc là sản phẩm thứ nhất tốt, cái dấu hợp này đó mình đọc là hoặc đó, dấu hợp này mình đọc là hoặc nè, hoặc là sản phẩm thứ nhất là tốt, hoặc là sản phẩm thứ hai là tốt, hoặc là sản phẩm thứ ba là tốt. Nhưng mà mình hiểu hoặc này là hoặc là nó không không phải là nó chỉ có cái sản phẩm thứ nhất tốt không nha, có thể xảy ra là trường hợp cả ba cái đều tốt hết cũng được ha. Thì hôm nay em coi cái hộp của A1, A2, A3 nè. Rồi, thì cái này mình đọc là mình định nghĩa là gì? Khái niệm hộp của N biến cố là một biến cố mà nó xảy ra khi có ít nhất một trong N biến cố đó xảy ra. Không, khi có ít nhất một trong N biến cố đó xảy ra. Như vậy thì hộp của ba biến cố là gì? Là một biến cố mà nó xảy ra khi có ít nhất một trong ba biến cố đó xảy ra. Cái chỗ này như thì lặp lại hai cái từ một biến cố thì đó là hợp của N biến cố, đó là một biến cố không xảy ra khi có ít nhất một trong N biến cố đó xảy ra. Thì cái ví dụ số 2 của mình nè, ví dụ số 2 của mình nè, tức là biểu diễn các cái biến cố qua cái biến cố còn lại, đúng không? Đấy, thì biến cố B của mình là như thế này, đúng không? Biến cố B là như thế này, là A1 hợp A2 hợp A3. Và biến cố C là gì? Biến cố C là nó nói là chỉ có sản phẩm đầu tiên là sản phẩm tốt, đúng không? Chỉ có sản phẩm đầu tiên là sản phẩm tốt. Vậy thì sản phẩm lấy ra đầu lần đầu là tốt, có nghĩa là biến cố A1 xảy ra, đúng chưa? Và sản phẩm lấy ra lần thứ hai không tốt, sản phẩm lấy ra lần thứ ba cũng không tốt, đúng không? Vậy thì A1 mà giao với A2, giao với A3, giao với A2 ngang, giao với A3 ngang, thì đây là biến cố C nè. Đó, còn biến cố D là biến cố là chỉ có duy nhất một sản phẩm tốt, chỉ có duy nhất một sản phẩm tốt, đúng không? Tức là có đúng một sản phẩm tốt đó, có đúng một sản phẩm tốt, được chưa? Có đúng một sản phẩm tốt thì mình sẽ biểu diễn là sản phẩm tốt đó có thể là sản phẩm lấy ra lần thứ nhất, đúng không? Dấu này là dấu hoặc nè, dấu này là hoặc nè. Rồi sản phẩm lấy ra, sản phẩm tốt có thể là sản phẩm lấy ra lần thứ hai, còn hai sản phẩm còn lại là không tốt. Hoặc là sản phẩm lấy ra là thứ ba tốt, còn hai sản phẩm đầu là không tốt. Vậy thì biến cố D này chính là biến cố có duy nhất một sản phẩm tốt, đúng chưa? Đúng chưa? Thì cái hiểu cái ví dụ này chưa? Hiểu chưa? Rồi bây giờ nếu mà hiểu rồi đó, thì bây giờ này thầy sẽ cho thêm một cái biến cố nữa. Đó là biến cố D, biến cố E. Đây là biến cố E. Biến cố E là có đúng hai sản phẩm tốt là biến cố nào? Bây giờ mình nghiên cứu kỹ ví dụ số 2 này xong đó là mình viết cái biến cố E này biểu diễn thông qua cái A1, A2, A3 vô tờ giấy rồi chụp qua Zalo, gửi qua Zalo cho thầy xem. Nha. Rồi đó thầy giảng kỹ rồi đó, bây giờ là nếu mà không biết làm nữa là coi như là mình tại rồi đó, thấy không? Được chưa? Làm được không? Rồi,
coi. Thôi, dạ làm xong rồi mà chờ em chụp cái thầy ơi. Đây nè, có bạn chụp hình cho thầy nè. Đây. Thấy chưa? Các em coi bạn làm đúng chưa? E bằng A1, A2, A3 gạch. Rồi, A1 ngang, A2, A3. Rồi A1, A2 ngang, A3. Rồi cái hình này là của bạn, hình này của bạn nào? Tốt rồi nè, em làm đúng rồi nè, không? Thì bài này của bạn bạn Khoa. Bài này bạn Khoa là rồi. Bây giờ thì sẽ xem bài của bạn khác nữa nha. Đây là bài của bạn Nguyễn Hữu Phước. Cũng như vậy, cũng giống như thế thôi, thấy không? Cũng giống như thế, bạn làm đúng rồi đó. Rồi. Rồi bài này của bạn Gia Bảo nè. Thấy không? Miễn có hai cái không gạch đầu là được em, thấy không? Có hai cái không gạch đầu là được, thấy không? Rồi, tốt. Thì như vậy thì chúng ta có hiểu bài rồi đó. Đúng không? Đấy. Đấy, chúng ta có hiểu bài đó. Rồi, thầy cảm ơn các em ha. Rồi bây giờ mình sẽ sang tiếp theo, đó là các cái tính chất của cái phép toán này. Thì nó có tính chất giao hoán, rồi tính chất kết hợp. Thấy không? Tính chất kết hợp là sao các em? Ví dụ như mình có ba biến cố, mình muốn giao, lấy giao của ba biến cố này. Thì bây giờ mình cho B giao C trước. Rồi đầu mình cho cái biến cố này nó giao với biến cố A. Thấy không? Thì thay vì mình cho BC giao nhau trước rồi mình mới giao với A, thì cái này nó cũng không thay đổi kết quả nếu như mình cho AB giao nhau trước rồi sau đó cho giao với C. Thấy không? Thì đối với phép hợp thì cũng vậy. Thấy không? Phép hợp thì cũng vậy. Đó, tức là mình cho hai thằng nào nó hợp nhau trước rồi mình hợp với thằng thứ ba còn lại cũng được. Thấy không? Đấy. Còn tính phân phối là cái gì? Ví dụ như mình muốn lấy cái hợp của hai biến cố mà mình cho giao với biến cố thứ ba, thì đây có nghĩa là gì? Mình sẽ lấy từng biến cố trong cái hộp đó đó, mình giao với biến cố thứ ba rồi cái đầu mình lấy hộp lại. Đấy là cái tính chất phân phối. Cái này là tính chất phân phối giữa cái phép giao tập hợp với phép hợp tập hợp, phải không? Còn một cái luật nữa là gọi là luật đồ một gang, thấy không? Là một luật đồ một gang là ở đây. Bây giờ em có biến cố A hợp B, A hợp B là em lấy biến cố đối của biến cố A hợp B. Không? Thì lúc nãy mình biểu diễn biến cố A hợp B là gì? Là biến cố có ít nhất một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra. Không? Còn A ngang giao B ngang là không có biến cố nào xảy ra. Không? Đấy. Thì lúc nãy khi mà thầy biểu diễn hai biến cố A và B ấy, thì AB cùng xảy ra nè. AB cùng xảy ra thì mình viết là A giao B, đúng không? Còn A xảy ra, B không xảy ra. Thì cái này mình viết là A B ngang. Còn nếu mà A không xảy ra, còn B nó xảy ra, thì cái này mình sẽ viết là sẽ viết là A ngang B, đúng chưa? Đấy. Rồi là A ngang giao với B ngang. Cái này là viết là AB đều không xảy ra hết. Thì mình viết là A ngang giao với B ngang. Thấy không? Đấy. Thì cái này mình nói là cái này là có cả hai cái cùng xảy ra, phải không? Đấy. Còn ba cái này mình gom chung lại thì cái này nó gọi là A hợp B nè. A hợp B. Và mình đọc là có ít nhất một biến cố trong hai biến cố AB, biến cố AB xảy ra. Đúng không? Hoặc là mình có thể mô tả cái khác là có từ một biến cố trở lên xảy ra. Như vậy thì biến cố đối của nó là biến cố đối của cái A hợp B
là mình sẽ biết là A hợp B và cái dấu gạch này nó kéo dài từ đầu tới cuối luôn, đúng không? Thì cái biến cố là biến cố A hợp B là biến cố có từ một biến cố trở lên xảy ra, thì biến cố đối đó là không có cái nào, đúng không? À, cái này là đọc là không có cái nào xảy ra, không có biến cố nào xảy ra, đúng không? Thì cái này nó chính là A ngang giao với B ngang, đúng không? À, tức là mình sẽ có công thức này. Đấy, gọi là lượt đờ một gang. Lượt đờ một gang. Tức là em nhớ cái câu là em muốn nhớ câu này là biến cố đối của biến cố hợp là giao các biến cố đối. Biến cố đối của biến cố giao thì bằng hợp các biến cố đối. Được chưa? Và cái này mở rộng lên cho nào biến cố cũng vậy luôn. Đó gọi là lượt đờ một gang. Thì trên đây là tính chất của các cái phép toán giữa các biến cố ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu tiếp luôn là cái định nghĩa xác suất của biến cố luôn. À, định nghĩa xác suất của biến cố là gì? Thì bây giờ xác suất của biến cố là một cái số đo mà cái khả năng xuất hiện của biến cố A. Thấy không? Thì biến cố nó là tập hợp. Các em nhớ cho thầy ha, bản chất nè, biến cố là tập hợp. Còn xác suất của biến cố là một số. Nó là số gì? Số thực. Cái số thực nó nằm ở trong khoảng nào? Nó nằm trong khoảng 0 1. Thấy không? Để đo cái khả năng xuất hiện của biến cố A thì người ta sẽ dùng một con số nó nằm ở trong khoảng 0 1. Chẳng hạn như là 0,5, 0,6, 0,7 gì đó để biểu diễn cho cái khả năng xuất hiện của một biến cố A. Thấy không? Thì biến cố nào nó hay xảy ra thì xác suất nó càng lớn, còn biến cố nào nó ít xảy ra thì xác suất nó càng nhỏ. Chẳng hạn như là xác suất mà chúng giải độc đắc số kiến thiết đó là 1/1.000.000, đúng không? Đấy không? 1/1.000.000. Đấy, thì bây giờ cái công thức tính xác suất của mô hình đồng khả năng là sao? Cái mô hình đồng khả năng này nó còn gọi là xác suất theo cổ điển nè, nó còn gọi là xác suất cổ điển nè, xác suất cổ điển. Xác suất cổ điển này là do cái nhà toán học ở thế kỷ 17 người ta đề xuất ra là tính nè. Đấy, thì để tính xác suất này thì cái không gian mẫu nó thứ nhất là nó phải hữu hạn, thấy không? Không gian mẫu nó hữu hạn và nó có cùng khả năng xuất hiện, mỗi biến cố sơ cấp nó có cùng khả năng xuất hiện. Vậy thì cho nên cái này nó gọi là mô hình đồng khả năng, thấy không? Mô hình không đồng khả năng có nghĩa là không gian mẫu nó hữu hạn và mỗi biến cố sơ cấp nó có cùng khả năng xuất hiện. Thì khi đó mình sẽ tính xác suất của biến cố A là bằng là gì? Số phần tử của A chia số phần tử của Omega. Công thức này là thật ra mình đã học ở chương trình 11 rồi. Chương trình lớp 11 nó có. À, chương trình lớp 11 là nó có công thức này rồi. Thấy không? Đấy, thì em nào không tin thì là lạc cái sách giáo khoa toán lớp 11 đại số giải tích đó, coi lại. Đó, thì ở đây là NA là số phần tử của A ha, rồi N Omega là số phần tử của Omega. Đây là ví dụ ha. Ví dụ này các em xem coi hiểu không? Bây giờ mình gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc ha. Thì số phần tử của không gian mẫu là bằng 6. Thì lúc nãy mình nói là khi mình gieo xúc xắc cân đối đồng chắc thì omega nó là gì? 1 2 3 4 5 6. Có nghĩa là n omega bằng mấy? 16. Còn còn biến cố A lúc nãy mình nói là xuất hiện mặt chẵn đúng không? Chẳng biến cố A nó có 3 phần tử là 2, 4, 6. Còn biến cố B là cái gì? Biến cố B là xuất hiện mặt lớn 3 đúng không? Thì nó gồm kết quả là 4, 5, 6. Đấy, như vậy thì muốn tính xác suất của biến cố A thì mình lấy NA là bằng 3. Thấy không? NA là bằng 3, này là NA bằng 3 nè. Rồi, còn NB là bằng 3 luôn. Đúng không? Bằng 3 luôn. Nó có 3 phần tử mà. Đấy, thì mình lấy NA chia N Omega là bằng 3 phần 6 thôi, bằng 0,5. Và mình lấy xác suất của biến cố B thì bằng NB chia NA Omega thì bằng cũng 0,5 luôn. Đấy. Thì đây là định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển hay là mô hình đồng khả năng. Thế bây giờ mình xem cái ví dụ số 2 là một lớp nó có 30 bạn, mà trong đây có 10 bạn nữ và 20 bạn nam đúng không? Bây giờ mình chọn cùng lúc hai ba bạn vào ban cán bộ lớp. Chọn ba bạn vào ban cán bộ lớp thì tính xác suất một ban cán bộ lớp là có một nam hai nữ. À, một nam hai nữ. Đây, một nam hai nữ. Một
một nam hay nữ thì bây giờ mình muốn chọn một nam hay nữ thì mình chọn một nữ đi, em xin lỗi, chọn một nam trong số 20 nam thì mình có 20 cách chọn đúng không, rồi sau đó mình chọn hai người nữ trong số 10 người nữ thì nó có số cách chọn là C20, mà C20 là mình bấm máy thì sao các em, C20 thì mình bấm số 10 trước em, bấm số 10 trước rồi bấm shift với dấu chia phải không, số 2 đó thì nó ra là 45, 45 mà nhân cho 20 này. Vậy thì NA của mình nó ra nhiêu? NA là 20 nhân cho C20. Đấy, là C20 ha. Đấy thì nó bằng 45 nhân 20. 900 ha. Để chia cho C30 vậy. Chia C30 cái này mình bấm ra một lượt một luôn. Mình bấm một lượt một luôn. À, bấm kiểm tra lại này các em. 20 nè. Mình nhân nè. 10C2. Rồi tất cả chia cho nhiều. 30. C3. Đấy, thì ra kết quả này. Mình bấm SD là nó chuyển về cái số thập phân ha, số thập phân. Đó là 0,2217. Thì đó là sẽ định nghĩa xác suất theo cái quan điểm cổ điển. Bây giờ định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê này thì các em tham khảo trong tài liệu giùm thầy ha. Nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê này thì mình sẽ tham khảo trong tài liệu giùm. Rồi cái phần định nghĩa theo xác suất theo quan điểm hình học. Định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học. Thì mình sẽ lấy cái số đo của miền A chia cho số đo của miền Omega. Đấy, thì trường hợp ở đây là không gian mẫu của nó là một cái miền hình học phải không? Chẳng hạn như một đoạn thẳng, một miền phẳng hoặc là một phần của không gian. Đó, chẳng hạn như một nguyên một cái hình hộp chữ nhật thì mình tính được cái thể tích của nó, đúng không? Cái khối hộp của chữ nhật mình tính thể tích. Chẳng hạn như em có một cái ly nước phải không? Ly nước mình để trong một cái chậu phải không, rồi sau đó là mình thả một cái con cá vô phải không, mình tính xác suất con cá này nó bơi vô cái ly nước phải không? Đấy. Thì tôi mình sẽ tính cái thể tích của cái chậu nước rồi cái bồn nước rồi tính thể tích của cái ly nước, rồi tính xác suất con cá này nó bơi vào cái ly nước, thì đó là một cái ví dụ điển hình để tính xác suất theo quan điểm hình học thôi không. Đấy. Còn một cái ví dụ mà ở trong cái tài liệu của thầy đó là hai người hẹn gặp nhau trong khoảng từ 11 đến 12 giờ, họ quy ước rằng người đến sớm chỉ phải chờ tối đa 20 phút, nếu không gặp thì về, thì tính xác suất hai người này gặp mặt không. Đấy. Thì đây là định nghĩa xác suất theo cái quan điểm hình học, thì cái này em cũng tham khảo thêm trong tài liệu này. Về cái tính chất của xác suất á thì thứ nhất là em thấy lưu ý là xác suất là cái số đo cái khả năng xuất hiện của một biến cố đúng không, thì nó là một con số từ 0 đến 1 phải không, cho nên là khi mà em tính xác suất của một biến cố A nào đó mà em cho ra một con số bằng 2780 thì coi như nó sai mất tiêu rồi không, nó lớn hơn 1 là sai, đó là coi như mình không hiểu gì về xác suất hết không. Rồi xác suất của biến cố 0 là bằng 0 ha, cái xác suất biến cố chắc chắn là bằng 1. Rồi xác suất của biến cố đối của biến cố A thì bằng 1 trừ cho xác suất biến cố A. Thì công thức này là căn bản phải nhớ không? Còn nếu biến cố A là kéo theo biến cố B thì xác suất biến cố A lúc nào cũng phải bé hơn bằng xác suất của biến cố B. Đó. Và ngoài ra thì mình có cái công thức cộng xác suất, mà đây mình giới thiệu trước luôn rồi buổi sau mình cũng có nghiên cứu kỹ về công thức này lại. Thấy không? Đấy. Thì bây giờ cái công thức cộng này nè, thì lúc nãy khi mà mình biểu diễn hợp của hai biến cố A và B đó, thấy không? Đấy, thì đây là omega nè, omega là cái thằng lớn ngoài này, cổ này là A, đây là B. Đấy, thì cái phần này nó chính là gì, A B ngang, còn cái phần bên đây nó chính là gì, A ngang B. Còn phần giữa này nó chính là A cho B. Như vậy thì cái xác suất của biến cố A hợp B đó, A hợp B là nó sẽ bằng xác suất của biến cố A B ngang
rồi cộng cho xác suất của biến cố A nhân B, rồi cộng cho xác suất của biến cố A ngang B, ba phần này. Tuy nhiên thì khi mà em tính xác suất của biến cố A đó, thì em lấy, nếu mà em lấy xác suất của biến cố A thì nó lại biến cố A lúc này nó chia làm hai phần này đúng không? Đó. Phần này là A giao B, phần này là A giao B. Còn phần này mình đánh về số 1 đi, phần này là số 2 đi. Phần này số 3. Không? Vậy thì xác suất của biến cố A nó sẽ bằng là A B ngang. Xác suất của biến cố A B ngang cộng cho xác suất của biến cố AB. Đúng không? Còn xác suất của biến cố B là nó sẽ bằng là xác suất của biến cố xác suất của biến cố A ngang B rồi cộng cho xác suất của biến cố A giao B. Đấy, thì như vậy thì nếu mà em lấy hai thằng này em cộng lại nhau thì nó có cái xác suất của biến cố A B ngang và xác suất của biến cố A ngang B đúng không? Nhưng mà lúc này nó cộng tới hai lần xác suất của biến cố A giao B rồi. Trong khi là xác suất của biến cố A hợp B thì nó chỉ có một phần xác suất của biến cố A AB à. Cho nên là khi đó mình tính xác suất của biến cố A hợp B nếu mà tính thông qua xác suất biến cố A và biến cố B như thế này á, thì mình phải trừ ra một lần xác suất của biến cố A giao B. Theo kịp không? Nha. Nếu mà không kịp thì nữa mình xem video lại ha. Rồi. Cái ưu thế của mình học online là mình có thể xem lại được. Có thể xem lại được ha. Đó. Thì bây giờ nếu như là hai biến cố xung khắc, nếu trong trường hợp hai biến cố xung khắc, trường hợp hai biến cố xung khắc thì A nằm đây, B nằm đây, nó không có dính dáng gì với nhau hết trơn. Vậy thì muốn tính xác suất của biến cố A hợp B, cái này là đọc là hợp phải không, thì nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A cộng cho xác suất của biến cố B thôi, tại vì nó đâu còn cái phần A giao B giờ nữa đâu, đúng không? Cho nên nếu mà hai biến cố xung khắc thì nó là cái tính chất này là tính chất căn bản của xác suất luôn. Tính chất căn bản của xác suất là nó là nếu mà các biến cố mà nó rời nhau hết á, thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Tổng cái chữ tổng đầu tiên là tính là hợp các biến cố à. Còn tổng thứ hai thì mình gọi là tổng cái cộng của số. Và thường thường đó là thì thấy là nhiều khi là nó sử dụng cái công thức này nhiều, sử dụng công thức này nhiều, tức là xác suất của một biến cố A bất kỳ thì lúc nào nó cũng được chia làm hai phần, đây là A nè, ở đây là B nè, thì biến cố A này đó là nó chia làm hai phần, phần số 1 và phần số 2. Phần số 1 này nó chính là A giao B, em xin lỗi, phần số 2 á là A giao B, cái này là xác suất của phần số 2 nè đúng không, còn cái này là xác suất của phần số 1 nè, xác suất của phần số 1 nè. Vậy thì một biến cố A bất kỳ cùng với một biến cố B thì lúc này biến cố B này nó sẽ chia làm A thành hai phần, phần 1 và phần 2. Phần 1 nó chính là A trừ B đó, A trừ B, và phần 2 nó chính là A giao B. Cho nên là xác suất của biến cố A là nó sẽ tách thành là tổng xác suất và xác suất của biến cố A giao B và cộng cho xác suất của biến cố A B ngang. Đúng chưa? Đấy. Và từ cái công thức này là mình sẽ suy ra được là xác suất của biến cố A trừ B đúng không? A trừ B hay là A à, cái này là đọc là A trừ B ha. A trừ B. Hoặc là A giao với gì? Giao với B ngang. Rồi thường mình đọc là A trừ B là nó thông dụng nhiều hơn. Đấy. Thì cái này mình chuyển vế qua thì mình được cái này thôi. Đúng không? Đấy. Thì đây là cái tính chất của cái xác suất ha. Thì các em ghi nhớ giùm thầy mấy cái tính chất này. Đấy. Thì từ cái công thức xác suất của biến cố A trừ B thì mình sẽ tính được cái xác suất của biến cố là gì đây? Xác suất của biến cố B trừ A. Đấy là xác suất của biến cố B trừ A. Đó này là của A trừ B. A trừ B. Thì hôm qua cái tính chất này. Thì cái buổi học đầu tiên thì thầy giới thiệu cho em một số phần như thế. Thấy không? Và đồng thời đó là ở trên cái khóa học này đó là tối nay thì thầy sẽ cố gắng và tạo ra một cái bài trắc nghiệm. Một bài trắc nghiệm để mà các em lên đây em làm cái trắc nghiệm về những cái phần mà các em học được ha. Đấy. Thì mình vô cái khóa học của mình nè. Thì cái buổi học đầu tiên của thầy là nữa thầy sẽ lót cái